Được tha thứ, có khi hiểu lầm dần hơn với bao ghen tuông
Lâm Anh xin cảm ơn những tràng pháo tay và những tình cảm của tất cả quý vị, và xin đặc biệt cảm ơn Putin đã biểu diễn với Lâm Anh buổi tối ngày hôm nay. Và thật sự là hôm nay là cũng là kỷ niệm 10 năm mà Lâm Anh đã hát cho Trung tâm Tiếng Nga, mà không ngờ một ngày nào đó, ngày hôm nay, Lâm Anh lại được có dịp trở đến đây, đến Singapore để hát cho tất cả quý vị, cộng đồng của người Việt Nam đến từ đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cảm ơn Trung tâm Thi Nga nữa. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Thank you.